dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Đặc biệt, ngành lâm nghiệp cũng đang chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh này. Hiện trên 90% các doanh nghiệp gỗ đã phải tạm dừng sản xuất hoặc luân chuyển lao động do không có đơn hàng. Đến nay, khoảng 80% các đơn hàng xuất khẩu gỗ đã bị tạm dừng, chưa tìm được đơn hàng mới. Các thị trường lớn nhập khẩu gỗ của nước ta như Hoa Kỳ, EU đã gần như đóng băng. Các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thì những đơn hàng cũng chỉ lác đác. Đối với thị trường trong nước, 70-80% sản phẩm của các làng nghề truyền thống không tiêu thụ được, phải tạm dừng hoạt động sản xuất. Các sản phẩm chế biến cao cấp cũng giảm 90% doanh thu so với cùng kỳ. Khách hàng thì rất nhiều nước người ta không đến được. Thế rồi tất cả các cái hội chợ mà chúng tôi dự kiến tổ chức trong những tháng đầu năm này đều phải trì hoãn. Như vậy thì doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài không đi chợ được và sẽ không có đơn hàng, sẽ không có hợp đồng. Ngoài ra thì cái tình hình cung ứng một số các cái vật liệu phụ, rồi những cái hardware, những cái để mà có thể tạo ra cái sản phẩm gỗ thì cũng đều bị đình trệ do chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào các cái nhà cung cấp của Trung Quốc. Về lâu dài, rất cần có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện từ chính phủ. Trong đó, giảm thuế, gia hạn thời gian quyết toán thuế, gia hạn nợ và giảm lãi suất cho vay, cho chậm nộp thuế, kể cả phí bảo hiểm, được xem là những giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có thể tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Chính phủ đã ban hành cái nghị định 41. Cái nghị định này là đồng ý cho kéo dài 5 tháng đối với các cái cơ sở, những cái doanh nghiệp chế biến gỗ nói riêng và những cái doanh nghiệp của chúng ta nói chung là chậm nộp các cái thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Thế rồi cũng chậm nộp 5 tháng đối với cái tiền thuê đất đợt 1. Riêng cái gói này không, chúng ta đã phải tạm thời cho đình hoãn khoảng 180.000 tỷ. Cái thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước ngày 13 tháng 3, đấy, cái thông tư này đã có cái gói tín dụng khoảng 285.000 tỷ cho cái việc xử lý giãn hoãn cái nợ hiện nay, cái nợ cũ. Rồi là áp dụng cái cơ chế cho vay có cái điều kiện đảm bảo nó nhẹ nhàng hơn và cái lãi suất thấp hơn, 0,5-2,5% để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn này. Và cái thứ ba đó là vừa rồi chính phủ cũng đã xem xét để có một cái nghị quyết về cái việc hỗ trợ người lao động và các cái doanh nghiệp trước cái tình hình ảnh hưởng của dịch COVID này với cái gói là 62.000 tỷ. Cho cả người lao động. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp sẽ được thực hiện mạnh mẽ trong thời gian tới. Theo đó, việc đưa những giống tốt vào thâm canh, quản lý rừng bền vững sẽ được đẩy mạnh thực hiện. Ngoài ra, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ vào chuỗi, từ sản xuất, chế biến, bán hàng online là những việc mà các doanh nghiệp cần phải làm để vượt qua khó khăn hiện nay.